sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao lớp 2 cùng với thầy trường. Thế thì riêng về dạng toán ôn tập phép cộng và phép trừ là cái dạng rất cơ bản của lớp 2 và thầy giáo đã dùng đến video thứ 6 để giúp các em ôn tập rồi. Đó. Thế và hôm nay thầy giáo sẽ tiếp tục làm video thứ 7 để giúp các em phân biệt rõ về số bị trừ, số trừ rồi tăng giảm nó như thế nào. Và có điều gì đặc biệt hay không? Thế thì thầy với các em cùng trao đổi video hôm nay. Thế các em lấy giấy và bút ra chúng ta cùng trao đổi. Sau đây mời các em. Chúng ta đến với phần 7 của ôn tập phép cộng và phép trừ. Thế ở phần 17 này thì chúng ta bắt đầu từ bài số 17. Các em đọc đề cho thầy giáo. Bài 17. Hiệu của hai số là 35 khi tăng số bị trừ 2 và tăng số trừ 3 thì hiệu mới là bao nhiêu? Đó. Thế để giải một bài toán thì các em đọc lại đề xem là đề bài cho biết gì và yêu cầu làm gì. Trong quá trình đọc lại thì các em lấy giấy và bút ra, các em đọc tới đâu các em viết tới đấy, vẽ tới đấy nhá. Thế bây giờ thầy giáo lấy giấy chát đây rồi. Và chúng ta thực hiện cái việc đó như sau. Hiệu hai số là 35 thì thầy giáo cứ viết là hiệu. Hiệu là 35. Đó. Hiệu này thì gồm cái gì? Gồm số bị trừ các em nhé. Và trừ đi số trừ thì bằng hiệu các em ạ. Đó. Bằng 35. Khi tăng số bị trừ. Đây. Đây là tăng tăng số bị trừ 2 và tăng số trừ 3, đây cũng tăng 3. Thì hiệu mới là bao nhiêu? Đó. Thì đấy là thầy giáo cứ đọc tới đâu thầy giáo vẽ tới đấy, thầy giáo viết tới đấy thôi, vẽ cũng bằng sơ đồ, bằng mô hình, bằng gì cũng được. Đó. Thì thầy giáo làm được như vậy rồi. Bây giờ trả lời cho thầy giáo xem là bài toán cho biết gì. Thì cho biết là hiệu là bao nhiêu? Hiệu là 35. Đây, hiệu là 35. Và cho biết gì nữa? Tăng số bị trừ lên là 2. Tăng số trừ lên là 3. Đó, cho biết ba việc đó. Thế còn hỏi việc gì? Thì các em thấy là hỏi hiệu mới bằng bao nhiêu? Đó. Thế thì để giải bài toán này thì nếu em nào mà chưa học ở phần số 5, phần 4, phần 5 thì các em học lại phần 4, phần 5 nhá. Thì các em mới giải được bài này. Còn nếu chưa học phần 4, phần 5 thì các em sẽ khó hiểu. Thế thầy giáo nhắc lại thôi. Bây giờ này, chúng ta có số bị trừ. Trừ đi số trừ thì bằng hiệu đúng không? Đó, thầy giáo viết như vậy, bằng hiệu. Thế ở cái phần trước thầy giáo hướng dẫn rồi thì các em hiểu là tăng số bị trừ, tăng tăng số bị trừ thì hiệu làm sao các em? Hiệu là tăng. Đó, hiệu tăng. Tăng số bị trừ bao nhiêu thì hiệu sẽ tăng bấy nhiêu. Đó. Thì ở đây là gì? Là tăng số bị trừ lên 2 thì chắc chắn là hiệu cũng sẽ tăng lên 2. Thế còn lại các em lưu ý, chúng ta giảm cái số trừ, ở đây là tăng số trừ, cũng lại tăng số trừ. Tăng số trừ. Đấy, tăng số trừ. Thế thì các em xem lại cái phần 4 phần 5 thì tăng số trừ nhá, cái số trừ này nó to lên ấy, thì hiệu phải giảm đi. Đấy. Thì hiệu lại lại giảm. Thế như vậy là các em gì nhỉ? Tăng số trừ thì suy ra hiệu giảm. Thế như vậy là gì? Sau khi tăng số bị trừ thì hiệu tăng, nhưng sau khi tăng cả số trừ thì hiệu giảm. Đấy. Chúng ta sẽ có hai lần như thế. Đấy.
Lần một là tăng số bị trừ thì các em biết là hiệu phải gì? Hiệu sẽ tăng. Nhưng lần hai là giảm, xin lỗi các em, lại tăng tăng số trừ. Đấy, tăng cái số trừ này này thì ở đây hiệu lại gì? Hiệu sẽ giảm. Và giảm bao nhiêu thì là giảm cái số mà trừ này tăng. Thế đấy là như vậy. Thế thì để giải cái bài toán này, thầy giáo sẽ làm hai bước. Đấy. Bước thứ nhất là tăng số bị trừ thì hiệu sẽ làm sao? Xong bước thứ hai là tăng số trừ thì hiệu lại tiếp tục làm sao? Thế đấy là thầy giáo lưu ý với các em như vậy. Và bây giờ thầy giáo sẽ trình bày bài. Để trình bày bài thì thầy giáo xem là bài nói cái gì khi tăng số bị trừ 2 và tăng số trừ 3 thì hiệu mới là bao nhiêu. Bây giờ thầy giáo tách cái số trừ 3 này đi. Đấy, để làm sao? Thế như vậy là thầy giáo chỉ còn là khi tăng số bị trừ 2 thì hiệu mới là. Đó, câu trả lời như vậy. Khi tăng số bị trừ 2 thì hiệu là. Thế các em lưu ý cho thầy giáo nhé, hiệu đang là 35 đúng không? Hiệu là 35. Thế mà như thầy giáo đã trao đổi với các em rồi, tăng số bị trừ thì hiệu cũng tăng. Đấy. Thế thì ở đây tăng số bị trừ là 2, là 2 thì hiệu cũng sẽ tăng lên 2. Và chúng ta có 35 cộng với 2 bằng 30, 37. Đó. Tiếp tục với phép tính tiếp theo là gì? Người ta không chỉ tăng số bị trừ đâu, mà người ta tiếp tục lại tăng cả số trừ. Đấy. Thế chúng ta lại trả lời thế nào các em nhỉ? Khi tăng cái gì? Tăng số trừ, đúng không? Khi tăng số trừ 3 thì hiệu mới là. Đấy. Thế thì ở đây thầy giáo đã trao đổi với các em rồi nhá. Tăng số trừ thì hiệu sẽ giảm, tăng số trừ bao nhiêu thì hiệu giảm bấy nhiêu. Như vậy hiệu bây giờ lúc này không phải là 35 nữa, bởi vì lúc nãy chúng ta tăng số bị trừ rồi, hiệu bây giờ là 37. Nghe các em nhớ đấy, hiệu là 37. 37. Nhưng ở đây chúng ta là gì nhỉ? Tăng số trừ thì hiệu giảm. Tăng số trừ 3 thì hiệu giảm 3. Như vậy chúng ta phải trừ đi 3. Và chúng ta còn 34. Thế tới đây thì chúng ta có thể viết đáp số được rồi. Đáp số. Và các em lưu ý là khi viết đáp số thì chú ý chữ đáp số và dấu hai chấm thẳng với dấu bằng là hợp lý nhất. 34. Thế thì qua bài số 17 này thầy giáo lưu ý với các em điều gì? Lưu ý với các em là đây là một bài toán giải bằng hai phép tính. Tuy nhiên các em có thể làm một phép tính cũng được. Bởi vì các em thấy là khi tăng số bị trừ 2 thì ta cộng 2, còn khi tăng số trừ 3 thì giảm 3, cho nên ta trừ luôn 3, tức là 35 cộng 2 trừ 3 thì cũng là bằng 34. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, các em nhớ cho thầy giáo trong phép trừ. Trong phép trừ thì tăng số bị trừ thì hiệu tăng, nhưng mà tăng số trừ thì hiệu giảm. Và các em lưu ý cái phần này. Thế thì ở phần 4 là thầy giáo nói rất kỹ phần này rồi, thì các em sẽ tìm hiểu tiếp. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sang bài số 18. Bài số 18. Thế thì bài số 18 như thế nào? Thì các em đọc đề cho thầy giáo. Bài 18. Hiệu của hai số là 35 khi giảm số trừ 2 và tăng số trừ 3 thì hiệu mới là bao nhiêu? Thế bài số 18 thì cũng giống như bài số 15 là hiệu là 35. Đây cũng hiệu là 35. Nhưng chỉ khác là gì?
Bài số 17 là khi tăng số bị trừ, còn đây là khi giảm số trừ. Đấy. Thì lưu ý các em là đây là đề thiếu nhé. Khi giảm số bị trừ và tăng số trừ. Đó. Thì các em lưu ý cho thầy giáo đề bị thiếu chữ bị. Thầy giáo đọc lại. Bài 18, hiệu của hai số là 35 khi giảm số bị trừ 2 và tăng số trừ 3 thì hiệu mới là bao nhiêu? Đấy, các em lưu ý cho thầy giáo. Thế thì bài này nó ngược với cái bài số 17. Bài 17 là khi tăng số bị trừ, còn đây là khi giảm số bị trừ. Còn tăng số trừ thì đây cũng tăng số trừ. Đó, thì các em lưu ý như vậy. Thế như vậy là chỉ có khác này, bên trên là tăng số này, bên dưới là giảm này. Đó. Thế thì với bài này thì chúng ta làm như thế nào? Thì các em lưu ý cho thầy giáo. Đầu tiên là thầy giáo có cái này. Có thầy giáo viết lại này, số bị trừ này. Đấy, số bị trừ này. Trừ đi số trừ này. Thì bằng hiệu này. Đấy, các em lưu ý cho thầy giáo cái vấn đề này. Thế thì thầy giáo nhắc lại này. Khi tăng số bị trừ, tăng thì hiệu làm sao? Hiệu cũng tăng. Đó, các em lưu ý như vậy. Khi tăng số bị trừ thì hiệu cũng tăng. Mà khi giảm số bị trừ thì hiệu làm sao các em? Hiệu cũng sẽ giảm. Thế thì ở đây bài này là chúng ta là gì? Khi giảm 2 này thì hiệu chắc chắn cũng sẽ giảm 2. Đó là vấn đề thứ nhất. Chúng ta giải quyết xong cái vấn đề này đi đã. Đó. Tiếp tục cái số trừ này này. Đấy, số trừ. Nếu số trừ mà tăng, các em lưu ý nhé. Số trừ này tăng. Đây. Thầy giáo viết xuống đây, số trừ mà tăng. Tăng thì đương nhiên là gì? Số trừ tăng lúc nãy thầy giáo nhắc rồi, càng to thì số bị trừ trừ đi càng số to thì hiệu sẽ giảm. Hiệu giảm. Thế như vậy là gì? Chúng ta có lần thứ nhất giảm đi 2 thì hiệu giảm 2. Lần thứ hai tăng 3 thì hiệu lại tiếp tục giảm, giảm 3. Đấy, bởi vì tăng ở số bị trừ, hiệu vẫn tiếp tục giảm. À, thầy giáo lưu ý, lúc nãy các em không nhìn thấy. Đó. Thế thì từ cái phân tích như thế thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài và chúng ta trình từng từng bước một. Thế thì bước đầu tiên là thầy giáo giải quyết xem là khi giảm số bị trừ 2 thì hiệu làm sao? Hiệu sẽ giảm đi 2 là còn bao nhiêu? Đó. Thì thầy giáo có viết câu trả lời cũng giống như là ở bài số 17 thôi. Đó là gì? Khi ở đây là khi tăng số bị trừ, còn đây là khi giảm số bị trừ 2 thì hiệu là. Các em lưu ý hiệu người ta đang là 35. Thế các em lưu ý là khi giảm số bị trừ khác với khi tăng nhé. Khi tăng thì cùng tăng, nhưng khi giảm thì lại là hiệu cũng sẽ giảm. Bây giờ là khi giảm 2 thì hiệu cũng sẽ giảm 2, cho nên thầy giáo làm phép trừ 35 trừ 2 bằng 30, 33. Đó. Tiếp tục, người ta không chỉ có giảm số trừ bị trừ này đâu mà người ta tăng tiếp số trừ, thì chúng ta lại có câu trả lời là khi tăng số trừ 3 thì hiệu mới là Thế thì các em lưu ý cho thầy giáo. Hiệu đang là 33 chứ không phải là 35 nữa nhé. Hiệu đang là 33. Mà tăng số trừ 3 thì hiệu tiếp tục giảm đi 3. Như vậy là ta có 30,
3 trừ tiếp đỉnh 3 bằng 30. Và tới đây thì các em viết được đáp số. Tuy nhiên thì do là hết cái phần giấy trình bày cho nên thầy giáo viết đáp số sang bên này. Còn bình thường các em viết đáp số xuống dòng nhá. Đó. Thì đây chính là bài số 18 mà thầy giáo muốn trao đổi với các em ở phần ôn tập phép cộng phép trừ phần 7. Thế thì qua số bài 18 thì các em lưu ý cho thầy giáo điều gì? Chúng ta vẫn là những cái bài toán giống bài toán 17 là tính khi tăng và giảm số bị trừ và số trừ thôi. Thế trong bài 18 này cụ thể là gì? Giảm số bị trừ và tăng số trừ. Khi giảm số trừ bị trừ thì các em lưu ý là khi giảm số bị trừ thì hiệu cũng giảm. Còn khi tăng số trừ thì hiệu cũng sẽ giảm. Như vậy hai lần đều giảm thì chúng ta làm hai phép tính. Tuy nhiên với bài này chúng ta có thể làm một phép tính, đó là gì? Đó là khi mà giảm số bị trừ thì sẽ giảm đi 2, khi tăng số trừ 3 thì sẽ giảm đi 3, như vậy là 35 trừ 2 trừ 3 sẽ bằng 30. Thì đấy là cái bài mà thầy giáo muốn trao đổi với các em hôm nay. Thế thì qua hai bài này thì thầy giáo mong là các em sẽ giải được bài toán có hai phép tính. Cái thứ hai, ngoài ra thì các em phải phân biệt được khi tăng số bị trừ thì hiệu làm sao, khi tăng số trừ thì hiệu làm sao, khi giảm số bị trừ thì hiệu làm sao, khi giảm số trừ thì hiệu làm sao. Để các em nhớ cái kiến thức này để chúng ta vận dụng các bài toán tiếp theo. Thế thì nếu các em có vấn đề gì thì hãy viết nhận xét dưới mỗi video thầy giáo sẽ giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.